Em ơi, con này có cắn không? Không cắn ạ. Một điều nhận biết khi vào đây đấy là mùi. Xin chào. Quán được chia thành 2 tầng, một tầng dành cho những dòng chó to như Husky, Alaska, đốm hay là Golden, một tầng dành cho những giống chó nhỏ hơn như Poodle, Phúc Sắc hay chó Bắc Kinh. Từ bé em chơi chó nhiều nên là đến lúc mà vào nhìn thấy nhiều chó thấy thích không ạ? Hớn lắm, sổ đến ôm nó luôn. Ui ôi nặng ấy. Đây là những chú chó rất là thân thiện và dễ thương. Và sau một thời gian ngắn chơi với chúng thì tôi nhận ra thêm một điều. Chúng là những con chó lầy nhất, lười nhất và thích hưởng thụ nhất trên trái đất này. Mỗi khi có khách thì tư thế thường thấy của những chú chó là lười biếng, nằm dài chờ vuốt ve, chờ bế. Và đôi lúc muốn chúng di chuyển thì chỉ còn cách như thế này. Và chúng cũng sẽ rất vui lòng nếu được cả 3 khách cùng vuốt ve một lúc. Khi mà mở quán này thì ý tưởng xuất phát đầu tiên phải là có sự yêu chó đã. Và muốn mở làm một cái không gian kiểu vừa, mọi người có thể vừa uống cà phê này, có thể vừa chơi với chó này. Em làm ở đây thứ nhất là vì em thích chó, và thứ hai là em cũng đến tuổi trưởng thành thì em muốn thử cảm giác đi làm. Làm nhân viên trong một quán cà phê thú cưng cũng có những điểm đặc biệt. Ngoài học cách pha chế, phục vụ, bạn sẽ biết thêm cách chăm sóc, nấu nướng và cho chúng ăn sao cho đủ dinh dưỡng. Buổi sáng sẽ cho ăn cơm với thịt gà xay này, buổi trưa sẽ cho ăn dặm, ăn hạt. Rồi tối cũng sẽ ăn thêm một bữa nữa. Một tuần thì sẽ được bổ sung thêm kiểu như là trứng huyết lộn nữa kiểu để tăng cường canxi hơn. Việc khó khăn nhất đó là về chăm sóc sức khỏe cho bọn cún. Trong những cái ngày ví dụ như là nóng hoặc là những về dịch mùa đông này sẽ rất là khó. Và ngoài ra bạn sẽ phải xử lý thêm những tai nạn bất ngờ như thế này. Đây chỉ là một vài tai nạn nhỏ với những chú chó mới về. Còn những chú đã quen với nề nếp của quán thì sinh hoạt rất đều đặn và ngoan ngoãn đi vệ sinh đúng giờ đúng chỗ. Nhưng dù mới hay cũ thì chúng đều có những sở thích chung, đó là gặp và gặp. Mic phỏng vấn cũng phải nếm thử, chân máy quay thì tất nhiên không thể bỏ qua, nhưng dù sao thì cạnh bàn vẫn là món hấp dẫn nhất. Em nhớ được đặc trưng rồi là biết được chúng nó thích gì hay chúng nó ghét gì. Ví dụ như tút thì thích gặp bàn nhưng mà lại đang chạy thì lại cứ ghét có người nào sờ vào người. Thế là lúc đấy nó sẽ lại thành cục tính. Khách đến đây nếu không muốn chia sẻ đồ uống với các chú chó thì chỉ còn cách để lên cao và chịu khó đứng lên ngồi xuống để thưởng thức. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản một lượng khách quen đông đảo thường xuyên lui tới. Em qua lại đây bao nhiêu lần rồi? Đến chục lần chưa? Chắc gần chục lần rồi. Chờ khách hàng thường xuyên ở đây rồi. Hầu như thì em nhớ được hết tất cả các em cún đây ạ. Có em tên là Mèo, em tên là Chuột, có em tên là Ma, Bún, Mị, Cherry, rồi có cả Mít, Na, Kẹo, Tốt. Mỗi chú chó đều có tên riêng, tùy theo đặc điểm ngoại hình hay tính cách. Và cũng có những câu chuyện đằng sau mỗi cái tên. Như là em Mèo ở tầng 2 là giống Samoy. Thì em đấy thì lúc là bọn em mua từ trong trại. Thì xong là ở trong trại thì em đấy bị đốt dây tinh quản. Nên là bạn em không sủa được. Thế là bọn em đặt tên nên là Mèo. Như Đô thì nó chỉ gần với cả người quen, còn người lạ thì nó lại ghét. Chú cũ thì đánh em ý cả nhiều nên là bọn em thương, em đón về. Từ lúc mà đón về thì em rất là đề phòng, cũng không sờ vào được luôn ấy. Chỉ có người quen thì em mới có thể bế được cho ôm thôi. Ngoài 17 chú chó này thì quán cũng đang đón thêm những thành viên mới, đông đúc hơn, ồn ào hơn và sẽ có thêm nhiều câu chuyện để kể. Hãy thử dành thời gian để chơi đùa cùng với những chú chó nhắn nhít và dễ thương này. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy cuộc sống vui vẻ và bớt áp lực, cũng như sẽ thấy mùa đông ấm áp hơn dù bạn có đang cô đơn hay không.